Bạn xin chào đây nè tất cả các anh nhé. Ngày nay chụp chung với channel xong tầm đám sẽ đây vì mê riêng Microsoft Office Excel vì bọn đọc. Thì ngày nay nhầm lược dược mê riêng mới sẽ đây vì rồi biếp này cả design những cụ graph, cụ chart, cụ bar chart, cụ pie chart. Bà, đảm bây cùng mọi khách về dưới cho tất cả nông Excel tầng ạc nhé. Bà. Ok. Khi mà mình tên là nấy sắp xa mẹp bằng hai lúc nè anh chẳng được chứ nè tại tôi chúng mỗi năng tên là nấy ní cư sẽ đây vì chi phí Akem Sell ca lụa bài ca lụa bỏ chi phí Akem này chỉ cần hôn lụa chi phí Akem nông sắp hay lúc nè ai tên là nông tạm tu sạp lý bán làm bệnh chọc xâm rạp nè nâng phụng bình cư chọc đầy ảnh kết lại ai chất đào bán hay tạm giả ca nạt chút nâng ok hay tên là nấy ní dân ai đi dài bán chia ra bài cá ai thuê bọt bằng hang ai thuê chia grab chia pie chart chia bar chart để bán và đối với này ở chỗ tập nông năng tập học nia đam bay chỗ tập nông ca design từ lựa pie chart được gọi bar chart được nè select roll point miến này được nè miến ai thấm rút chỗ tập nông insert cho tập nóng cần lắm line pie chart bar chart này area xem chắc về miền bắc phía chart bảo vệ đối với này ở số bằng hai lượng này tích tại tôi dùng với những cần lắm này cần lắm lượng này ai cho tôi chơi rơi được nóng bắc phía này cần lắm nóng cứ nóng cả này để tên này dương ai thưa chị tên này chị phía rồi ai thưa tên này chị chùm luôn này frequency ai chị chùm luôn chị chùm luôn lê chị chùm luôn tên này chị bài ca lẹ cả nè chia tám chín năm đôi khi nè chụp bộ lãnh tại chụp bộ phải chat với chia phía rồi ba chat cả đôi khi nè chụp mùi nè lãnh chat tại chụp mùi nè lãnh chat chụp mùi nè cầm lầm ba bây giờ luôn nè phần nắng hay luôn nè ai spain yo phần thám tiếp tại tàu nè bị prapra nè này chat nè mùi nè mùi dương miên tên là này ấy cua pra tên là cua bằng hang tên là chat mùi nè đấy cho nên cho tất cả những làn chat được nhé cho tất cả những column này khi chúng ta làm từ lớp 3D này lúc này bạn tên là này những mũi đầm bay bằng hàng tập hợp này tên là này mũi ná đây chỉ tên là này để kết thành lộ được đại bàn bằng hàng như cái nông nít khi thà bò bạch tòn bò bạch tòn tập hợp này GPA zone T và phải pram son pram chẳng thì mà phải pram son pram này chỉ tên là này mới để lột được không chỉ làm pi pon đập vào môi lụa bàn chả những cái và tỏ mặt tiết khơi chỉ làm pi này thì chỉ làm pi pon đập vào môi này còn lụa bàn chả làm đấy chẳng chẳng mưa tạm tên là này nó hay bỏ ra tên là này tạm vào phê bảo vệ nên không chỉ làm này cái lụa bàn được thế này tê mà phải bấy mình lụa bàn vào mặt này nên không chỉ làm chúng nam pi pon đập vào mũi lụa bàn tay tế tại chúng nam pi pon đập đập rám lụa bàn trán thì đập thì phải phải tầm bảy sồn bảy sồn bảy sồn buồn sồn buồn lụa bàn trán được nói chúng nam pi pon đập vào mũi tại bật thiếp cho mũi năng tên là này xem xế cứ tên là này đẹp buồn chừng kế nó cứ thì và phải tầm bảy sồn rám để lụa buồn chừng kế và tỏ nó thì sồn vào mũi để lụa bàn buồn chừng kế và tại tôi nâng tên là này cái quyền nút lục này ai bởi lục này chọn phạm đố lục này ai phạm đố bán tạm bộ phê này style chẳng cho chat style ai có đồ bó ai có đồ background ai có đồ tạm bộ phê để lục này chọn bán lục này cho chật chẳng nhưng mà tới bó để bình chật trên cái miền này bó này thế để miền bó slack này chẳng bộ bún bộ phê bày bún bộ phê cứ nghi sử dụng miền bày bó nghi sử dụng ơn chúng nói bắt đầu luôn nè chọn và cài chỉ chat bàn tay chat đấy mình toàn mình lại cái nào pin lên để lại thì dừng nó về để dừng copy trên pi không nick tới dừng ở đằng thằng chat đấy miền chụp nón chưa nhưng mà ở miền chụp nón chưa gần miền này chắc đầm bay châu ta đặt nón chụp nón chưa đầm bay update từ lời chat đang bắt thái luôn nè châu từ nón chat layout chắc trong chat layout luôn nè chưa rơi một phe chat để luôn nè pin chân nhé layout của page này nghi sửa rồi này trên miền thoại thoại chế bằng này chế
rứa coi dạng nè rứa coi rơi cho ta bọc hết này bà nắng ở sài lục nè để chọn bàn chân rơi màu chia bọc hết mùi nè để chọn bàn chân nhâm sài lạnh bọc hết này thòm đá nghỉ sửa hãy đồ thay thòm màu GPS cam GPS cam report sell report sell report ក្រៅពីនោះលោកអ្នកក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យពីឆ្នាំនេះចូលមកក្នុងជាប្រភេទដូរគ្នាជាមួយនឹងប្រភេទឆ្នាំជាមួយនឹងប្រភេទនៃផលិតផលលោកអ្នកអាចដូរបានតាមរយៈចូលទៅក្នុងទិន្នន័យ design data ដែល make sure ថា design data ឆាតរបស់យើងត្រូវ make sure ថា select ហើយចូលក្នុង design data ហើយចូលទៅក្នុង switch row column អញ្ចឹងនិយាយ switch មកពីលក្ខណៈមួយបែបទៀតនៅពេលដែលយើងចង់បង្ហាញអញ្ចឹងយើងអាចបង្ហាញបានតាមរយៈនេះដែរបាទបន្ទាប់ពីនោះលោកអ្នកបើសិនជាលោកអ្នកចង់បានឆាតនឹងដាក់ដាច់នៃ line មួយទៀតលោកអ្នកប្រើវិធីសាស្ត្រ move chart អញ្ចឹងដើម្បីចូល move chart បានទៅក្នុង sheet ដតៃមួយទៀតយើងបង្កើតទៅលើ sheet ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងងាយស្រួលបង្ហាញលោកអ្នកចូលទៅក្នុង move chartត្រង់ចំណុចនេះ move chart to location ចុចចូល new ហើយដូរឈ្មោះមក GPS cam cell report cell report រួចចុច ok នេះវាបង្ហាញពីទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈមួយងាយស្រួលណាងាយស្រួលមើលងាយស្រួលបង្ហាញទិន្នន័យដែលយើងមើលយើងអាចធ្វើបទបង្ហាញបានដោយស្រួលបាទចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំសេវមួយសិនបាទចំណុចបន្ទាប់លោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុងនឹងតដែលរួចអាចបង្កើតទៅលើឆាតដតៃមួយទៀតក៏បានអាចបង្កើតឆាតដតៃមួយទៀតទៅលើផាយឆាតទៅលើបាឆាតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់បង្កើតទៅលើផាបាឆាតpie chart អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបង្កើតជាភាគរយសិនព្រោះដោយសារតែនៅក្នុងទិន្នន័យនេះ pie chart ប្រើ support ទៅលើភាគច្រើនគឺភាគរយដូច្នេះខ្ញុំកំណត់ជាភាគរយសិនស្មើជាមួយនឹងចំនួននេះស្មើជាមួយនឹងចំនួននេះចែកឲ្យចំនួន total នេះស្មើចំនួននេះចែកឲ្យចំនួន total ចំនួននេះសរុបស្មើនៃសំនៃចំនួននេះអាចចេញ format ចេញជា200ចេញទៅជានេះវិញចេញជាដុល្លារវិញ format ចូលទៅក្នុង number ហើយសុំទៅចុច OK តើ200នេះនេះបានត្រូវជាទិន្នន័យដែលយើងឆ្ងល់សួរថាហេតុអីបានវាចាញ់ជាចំនួននឹងអញ្ចឹងបាទអូខេបានចំនួននេះហើយយើងយកទៅគូទៅលើផាឆាតឬក៏បាឆាតអញ្ចឹងយើងក្នុងនេះខ្ញុំចង់គូបាឆាតខ្ញុំ select ចំនួននៃទិន្នន័យនេះជាមួយនឹងភាគរយដែលយើងបានលក់រួចចូលទៅក្នុង insert ហើយចូលផាឆាតផាឆាតយើងជ្រើសរើសតាមប្រភេទណាក៏បានវានឹងបង្ហាញដូចគ្នាដែររបៀបនៃការដែលយើងជដូរទៅដាក់ title ដូចអីយើងអាចចូលទៅក្នុង layout ហើយ select ជ្រើសរើសមកនេះចេញមកវាមានអក្សរនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏ដាក់ភាគរយនៅខាងក្នុងឬក៏វាមានលក្ខណៈបែបនេះចឹងចូលមកដូរ title ដែរដូចគ្នា GPS cam
Excel report ba hay ba lok ne ban rabai ka ni hai rư ko lok ne chang do po do aso i veng do prophet chat nang veng lok ne aj chou te knong change style hay aj do prophet po prophet nei graph dai jeung chang ban aj bdo te po aj prophet se chang chot okay ni chea prophet hay bdo style te knong chumnoi nang doi khnie dai jeung chou te lue chat style select ជ្រើសរើសយក ប្រភេទ ដែល លោក អ្នក ពេញ ចិត្ត នេះ របស់ ប្រភេទ ជា លក្ខណៈ 3D ពណ៌ ខ្មៅ បាទ នេះ ក៏ បាន បាទ ដូច ជា អស់ ហើយ តទៅ ជាមួយ នឹង វិធី សាស្ត្រ នៃ ការ បង្ហាញ នឹង ការ បង្កើត ក្រាប ឆាត ដូច្នេះ លោក អ្នក អាច ចុច Subscribe ទៅ លើ Channel របស់ ខ្ញុំ បាទ ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី ដល់តៃ ទៀត តទៅ នឹង មេរៀន Microsoft Excel ឬ ក៏ Microsoft Word Microsoft PowerPoint នឹងជាពិសេសនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង SPS បាទសូមអរគុណសូមគោរពលា